Lịch ngày tốt, xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi thứ 3, ngày 13 tháng 7 năm 2021 của 12 con giáp. Thông tin tổng quan ngày 13 tháng 7 năm 2021, tức ngày 4 tháng 6 âm lịch, ngày Nhâm Tuất, cụ thể như sau. Tuổi xung ngày: Bình Thìn, Giáp Thìn, Bình Thân, Bình Dần, Bình Tuất. Tuổi hợp trong ngày: Ngày Tuất, Lục hợp Mão, Tam hợp Dần và Ngọ thành Hòa cục. Giờ hoàng đạo trong ngày: Giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ và giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Hướng tốt xuất hành trong ngày hôm nay đó là hướng Nam và hướng Tây. Xem tử vi hàng ngày, dự báo 4 tuổi có cơ hội phát tài phát lộc trong ngày thứ 3 này sẽ là tuổi Dần, tuổi Tỵ, tuổi Ngọ và tuổi Thân. Để biết vận trình của bạn tốt xấu ra sao, mời các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 13 tháng 7 năm 2021 của 12 con giáp chi tiết đến từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý, một số điểm yếu do kiếp tài gây ảnh hưởng chỉ khiến cho con giáp tuổi Tý cảm thấy tự ti và muốn giấu khép mình hơn. Thế nhưng, lời khuyên cho bạn trong ngày này là dù buồn hay vui, hãy nỗ lực để chia sẻ những cảm xúc thật của mình và kết nối với mọi người xung quanh nhiều hơn. Như thế mà tâm trạng của bạn sẽ khá hơn. Thổ thủy xung khắc khuyên bản mệnh hãy dành ngày hôm nay để chăm sóc cho bản thân mình. Hãy lắng nghe cơ thể và cảm xúc của mình nhiều hơn, đừng mãi mải mê với công việc. Ngày 13 tháng 7 năm 2021 là ngày sát chủ. Theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc bách kỵ, chăm sự đều kỵ, không nên làm các việc trọng đại bất kể là đối với tuổi nào. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, hãy xem xét mọi chuyện thật thấu đáo trước khi quyết định. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, dù trong hoàn cảnh nào cũng lạc quan, bình tĩnh. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, tránh nhận xét về ai đó một cách quá chủ quan. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, một vài kẻ xấu không có nghĩa là ai cũng xấu. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, nghĩ ngợi chỉ khiến bạn mệt mỏi thêm. Con số may mắn: 3, 9, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường: đen, đỏ, quý nhân phù trợ: Thìn, Dần. Tử vi tuổi Sửu, ngày có chính quan chỉ lối, hãy để tiềm thức hay thầy bạn nhìn nhận, đánh giá mọi thứ, bởi vì bản lằng sẽ không khiến cho bạn mắc sai lầm trong ngày hôm nay đâu. Đây sẽ là ngày mà cảm nhận trực giác của bạn trở nên vô cùng mạnh mẽ và nhạy bén. Thổ khí vượng khiến cho sức khỏe của con giáp tuổi Sửu trôi sụt khó yên. Nếu ai đang ốm bệnh thì nên hạn chế đi lại, dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng. Bản mệnh cũng trở nên lười vận động, hãy thường xuyên đi lại, di chuyển nhẹ nhàng sẽ tốt hơn là ngồi một chỗ. Trong ngày này, vị trí của thái thần ở hướng đông nam, phía ngoài phòng và giường ngủ của thai phụ. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa, đục đẽo tại nơi này. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, có cơ hội gặp được quý nhân giúp đỡ giải quyết rắc rối. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, hình dung về con đường phía trước rất rõ ràng. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hòa, lắng nghe trực giác của bạn sẽ tránh được rủi ro. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, hãy trình bày vấn đề một cách chi tiết rõ ràng. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, công việc tiến triển suôn sẻ khi bạn biết chủ động. Con số may mắn: 2, 7, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường: xám, trắng, quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu. Để xem tuổi của bạn một cách nhanh nhất, hãy chọn mốc thời gian tương ứng đã được chủ thích trong phần mục lục ngay dưới đây. Tử vi tuổi Dần, tam hợp giúp cho con giáp tuổi Dần nhận ra những tranh cãi trước đây đôi khi là cần thiết. Thực tế là hai bạn càng yêu nhau thì lại càng không cãi nhau lâu được. Với hai người, mâu thuẫn là để thấu hiểu nhau hơn. Thực thân ghé thăm hứa hẹn sẽ mang tới tin vui cho con giáp tuổi Dần, dường như bạn đang chờ đợi một thời điểm thích hợp để bắt đầu một dự án mới mẻ nào đó. Vậy thì hôm nay chính là cơ hội rồi đấy, đừng chần chừ thêm nữa, đừng để cơ hội vụt khỏi tầm tay. Thổ mộc xung khắc khiến cho sức khỏe của bản mệnh lúc này không được đảm bảo, thường xuyên có cảm giác mệt mỏi, nhưng đừng vì thế mà lười tập thể dục. Bạn không cần phải tập quá sức, chỉ cần vài động tác cơ bản để giãn gân cốt trong lúc này cũng đã là tốt lắm rồi. Tử vi tuổi Giáp Dần,
Thủy gặt hái được nhiều thành công đáng ngưỡng mộ. Tử vi tuổi Bình Dần, hòa được người đi trước giúp đỡ giải quyết khó khăn. Tử vi tuổi Mậu Dần, thổ hãy chăm lo hơn cho sức khỏe của bản thân. Tử vi tuổi Canh Dần, mộc nếu việc gì không rõ hãy hỏi đi hỏi lại. Tử vi tuổi Nhâm Dần, kim sẵn lòng giúp đỡ người khác khi có gọi ai đó gặp khó khăn. Con số may mắn 7, 8, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tương, trắng, vàng. Quý nhân phù trợ, Dậu, Tý. Tử vi tuổi Mão, Mão Tuất lục hợp giúp cho người tuổi Mão rất dễ có được sự đồng thuận với đồng nghiệp hoặc người thân. Nhờ đó mà bạn quyết định dễ và nhanh hơn, mọi thứ vì thế càng được sắp xếp một cách gọn gàng, thuận lợi hơn cho bạn. Tuổi Mão hãy giải quyết mọi vấn đề về tiền bạc, nợ nần nếu bạn muốn đầu óc thanh thản trong ngày này. Ảnh hưởng của thương quan sẽ gia tăng những rắc rối cho bạn nếu không cẩn trọng. Nếu bạn có một khoản nợ khó đòi nào đó thì cũng nên kiên quyết để thu hồi tiền bạc thay vì quá cả nẻ. Ngũ hành xung khắc cho thấy các cặp đôi dễ có bất đồng cũng chỉ vì không hiểu ý nhau. Nếu bạn là người nhanh hiểu thì nên kiên nhẫn hơn một chút để chờ người ấy. Tử vi tuổi Ất Mão, thủy, tình cảm gia đình hài hòa, có nhiều gắn kết. Tử vi tuổi Đinh Mão, hòa, đôi lứa có tranh cãi vì không ai chịu nhu nhường. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thổ, chú ý cách ăn nói và cư xử, đừng gây tổn thương cho người khác. Tử vi tuổi Tân Mão, mộc, có cơ hội gặp được quý nhân giúp đỡ giải quyết rắc rối. Tử vi tuổi Quý Mão, kim, sức khỏe của bạn đang giảm sút. Con số may mắn 4, 7, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, nâu, đen, quý nhân phù trợ, Mão, Thìn. Tử vi tuổi Thìn, ảnh hưởng của lục xung nên có nhiều cặp đôi tuổi Thìn có thể mâu thuẫn tranh chấp về vấn đề gì đó. Có thể cả hai đang trải qua thời gian khó khăn nên khó thống nhất về chuyện tiền nong. Hãy cùng cân đối lại cuộc sống và chọn lối sống tiết kiệm hơn bạn nhé. Thiên quan nhắc nhở, hôm nay không phải là ngày để con giáp tuổi Thìn tiến hành mọi công việc một cách quá nghiêm túc, thận trọng. Khi bạn hồ nghi điều gì đó, hãy mỉm cười và lắng nghe, dù ánh sáng mặt trời sẽ giúp soi sáng tâm hồn bạn. Việc đảm bảo an toàn cũng rất quan trọng trước khi nghĩ bất kỳ đến một kế hoạch nào khác. Do đó, mọi việc và biện pháp bạn cần làm là giữ cho mọi thứ được ổn định, tránh bị mất tiền, giữ được chữ tín với mọi người. Tử vi tuổi Giáp Thìn, hòa, hãy cùng tâm sự với người ấy để tìm cách giải quyết vấn đề. Tử vi tuổi Bình Thìn, thổ, dễ gây mất lòng người khác vì không chú ý đến cách diễn đạt. Tử vi tuổi Mậu Thìn, mộc, bạn không thể nào trốn tránh được những rắc rối đang có. Tử vi tuổi Canh Thìn, kim, làm việc theo cảm hứng nhất thời, không duy trì được sự kiên trì. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, thủy, không được thấu hiểu, phải tự ra quyết định. Con số may mắn 2, 3, giờ tốt 2, 3 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, hồng, trắng, quý nhân phù trợ, Hợi, Sửu. Tử vi tuổi Tỵ, xem tử vi hàng ngày, thiên tài mang đến tin vui về tiền bạc, có thể là cho con giáp tuổi Tỵ được hưởng tiền thừa kế hoặc nhận được lương từ người phụ. Bạn có thể may mắn hơn người khác nhưng cần tận dụng cơ hội chứ không nên lãng phí nó bằng cách những việc làm vô ích đâu. Ngũ hành tương sinh cho thấy con giáp này là người biết chăm lo cho gia đình, luôn chủ động giúp đỡ trong các công việc nhà. Bạn hiểu rõ được rằng cả hai vợ chồng đều phải có trách nhiệm trong việc xây dựng một gia đình hạnh phúc. Theo Hải Thượng Lan Ông, ngày mùng 4 âm lịch, nhân thần ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thủ dương minh đại tràng, nên tránh mọi sự tổn thương và chạm, mổ xẻ và trầm trích tại vị trí này. Tử vi tuổi Ất Tỵ, hòa, hãy kiên nhẫn và lạc quan nhiều hơn nữa. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, thổ, học cách sử dụng đồng tiền một cách đúng đắn. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, mộc, suy nghĩ mọi việc theo chiều hướng tích cực hơn. Tử vi tuổi Tân Tỵ, kim, biết chăm sóc và vun vén cho gia đình. Tử vi tuổi Quý Tỵ, thủy, có tài nhưng cần khiêm tốn hơn mới được yêu mến. Con số may mắn 3, 4, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường đỏ, hồng, quý nhân phù trợ, Thân, Thìn. Tử vi tuổi Ngọ, tam hợp cho thấy tình cảm hai người ngày càng mặn nồng sau thời gian thử lửa. Khi có chút sóng gió, tình yêu hai bạn như được đặt lên bàn cân và có thêm cơ hội thử thách niềm tin cho nhau. Bạn và người ấy dần chấp nhận một số mặt chưa tốt của nhau để cùng nhau hoàn thiện bản thân. Sự cố chấp của con giáp tuổi Ngọ được tháo bỏ trong ngày chính tài.
có người chỉ cho bạn những khái niệm hay ho về tài chính, tiền bạc mà lâu nay bạn hiểu lầm và thường có những quyết định sai lầm. Chỉ việc này thôi cũng đã giúp bạn rút được kinh nghiệm và tiết kiệm được một số tiền lớn ngay khi áp dụng lý thuyết vừa được học. Thổ hỏa tương sinh mang tới những tin vui liên quan tới sức khỏe. Nếu ai đang chữa bệnh thì lúc này sẽ nhanh được hồi phục. Nhiều người kiên trì giảm cân và đã có được số cân nặng như mơ ước. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, tình cảm đôi lứa là chỗ dựa tinh thần tuyệt vời. Tử vi tuổi Bình Ngọ, Thủy, đừng quá chủ quan, nói những lời không hay về người khác. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hòa, tiền bạc dồi dào, ngày càng được cải thiện. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, nên giữ khoảng cách với mọi người, trở nên dễ dãi. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, nhận được sự chú ý của nhiều người khác phái. Con số may mắn 1, 5, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường tím, hồng, quý nhân phù trợ, mùi, tuất. Tử vi tuổi Mùi, Mùi tuất tương phá dự báo có người gây thêm rắc rối, căng thẳng cho mối quan hệ của người tuổi Mùi và một nửa của mình. Điều quan trọng là bạn đừng tin lời người ngoài, hãy đánh giá người ấy bằng cảm xúc chân thật nhất mà bạn đang có với họ. Người tuổi Mùi cũng hãy tự tin thể hiện năng lực của mình trong ngày có chính quan. Khi bạn nhìn nhận và tôn trọng giá trị của bản thân thì mọi người mới có thể tôn trọng và yêu quý bạn. Hãy cho mình cơ hội để thể hiện con người mình thay vì chỉ nhìn nhận cơ vấn đề một ở góc độ nhất định nào đó. Đây là ngày mà bạn sẽ có được câu trả lời cho những vấn đề mà mọi người đang thắc mắc. Khả năng tư duy và nhìn nhận mọi việc dưới góc độ tổng thể giúp bạn có thể xác thực mọi thứ một cách rõ ràng hơn tất thảy. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, quan tâm hơn đến gia đình, đừng để tình cảm nhạt phai. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, không nên hành động bốc đồng, nếu không dễ vướng phải rắc rối. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hòa, coi thường ý kiến của mọi người, khăng khăng với quan điểm cá nhân. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, nên rèn luyện tính kiên trì, chớ bỏ cuộc giữa chừng. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, công việc suôn sẻ, diễn ra theo kế hoạch đã đề ra. Con số may mắn 2, 4, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường trắng, xám, quý nhân phù trợ, Tỵ, Dậu. Tử vi tuổi Thân, xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, như có tam hội che chở mà hôm nay mọi vấn đề rắc rối của gia đình tuổi Thân sẽ được tự đi vào quỹ đạo quen thuộc, giúp cho bạn có được một ngày tinh thần được giải tỏa. Hãy tập trung vào những cảm xúc tích cực của đời sống, đừng thờ với những người bạn yêu thương. Cuộc thảo luận sôi nổi và nghiêm túc về những giá trị sẽ khiến cho con giáp tuổi Thân suy nghĩ một lần nữa về mọi việc. Có vẻ như ảnh hưởng của thiên ấn khiến bạn có nhiều ý tưởng, nhưng cũng có thể khiến cho bạn trở nên thiếu quyết đoán và có một chút bối rối khi đứng trước quyết định nào đó. Thổ kim tương sinh, giải tỏa hết những áp lực căng thẳng cho bản mệnh, nhờ đó mà sức khỏe của bạn cũng đang dần được cải thiện. Những ai đang ốm bệnh, nhờ có tinh thần lạc quan mà cơ thể cũng cảm thấy khỏe mạnh hơn, nhanh hồi sức và cảm thấy tươi vui hơn. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, nhận ra những điểm còn thiếu sót của bản thân. Tử vi tuổi Bình Thân, Hòa, trong công việc nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, chịu đựng sự cạnh tranh gay gắt ở môi trường làm việc. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, quan tâm nhiều hơn đến tình hình sức khỏe của bản thân và gia đình. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, mối quan hệ vợ chồng hòa hợp, thấu hiểu nhau. Con số may mắn 2, 8, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường tím, hồng, quý nhân phù trợ, Tuất, Mão. Tử vi tuổi Dậu, Dậu Tuất tương hại nhắc nhở người tuổi Dậu, dù có nhiều ý tưởng kế hoạch nhưng cũng đừng tính quá xa xôi, hãy thực tế hơn với hiện tại, tiến hành từng bước một cách cụ thể, rõ ràng, rồi bạn sẽ làm được nhiều hơn hiện tại khi mà mọi thứ đã ổn định hơn. Người tuổi Dậu cũng đừng chần chừ gì nữa, vì có đã có chính ấn ở bên, bạn sẽ được tiếp thêm sức mạnh. Mọi người cùng sẵn sàng đồng lòng ủng hộ bạn, vậy thì hãy tự tin đảm nhận những vai trò quan trọng thay vì bỏ lỡ cơ hội của mình. Hãy tin tưởng vào năng lực của bản thân. Ngũ hành tương sinh cho thấy bản mệnh dễ gặp may trong ngày này, một số rắc rối được tháo gỡ. Những cặp đôi cũng tìm được tiếng nói chung trong ngày hôm nay, giải tỏa được những căng thẳng bấy lâu. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, luôn thấu hiểu và bao dung với nửa kia, coi trọng gia đình. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hòa, dễ gây ác cảm với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, nên bình tĩnh, tìm hướng giải quyết thích hợp trong mọi tình huống.
Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, công việc gặp trở ngại bất ngờ, không nên lơ là, thiếu tập trung. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, chú ý kẻ ném đá dấu tay gây cản trở cho công việc. Con số may mắn 3, 6, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, bạc, nâu, quý nhân phù trợ, ngọ, hợi. Tử vi tuổi Tuất, thiên quan khiến cho con giáp tuổi Tuất muốn duy trì sự chậm rãi và an toàn, nhưng sự thật là bạn cần phải nỗ lực nhiều hơn để thoát khỏi vòng an toàn thì mọi chuyện mới được như mong muốn. Có thể bạn sẽ không thành công ngay lập tức, nhưng hãy kiên nhẫn và thực hiện từng bước cho đến khi bạn thấy được sự thay đổi. Một ngày mà sự nghiệp của bạn cũng đang trên đà phát triển, hãy dành cho mình cơ hội được thả lỏng, thư giãn một lúc thay vì cứ chạy theo những mục tiêu cao vời rồi cảm thấy mệt mỏi. Chậm lại và quan sát cũng là một điều cần thiết. Ngày 13 tháng 7 năm 2021 dương lịch là ngày can nhâm. Ngày can nhâm thì không trị bệnh ở thận, do đó bạn mệnh lưu ý không nên tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Giáp Tuất, hòa tâm sự với nửa kia nhiều hơn để cùng tìm cách giải quyết. Tử vi tuổi Bình Tuất, thổ thận trọng trong công việc, chớ nên lơ là. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mộc tính toán thận trọng trước khi nghĩ tới việc kinh doanh. Tử vi tuổi Canh Tuất, kim có cơ hội để ghi điểm trong mắt người khác. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thủy xung quanh có nhiều kẻ giả tạo nên chú ý giữ khoảng cách. Con số may mắn 2, 7, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, dần, thân. Tử vi tuổi Hợi, xem tử vi hàng ngày, tỷ kiền dự báo có những thay đổi tưởng chừng như nhỏ bé bắt đầu có một tác động đáng kể đến cuộc sống của con giáp tuổi Hợi, thậm chí là hơn cả những gì mà bạn nghĩ. Hãy dừng lại để xem xét và tìm hướng khắc phục cho phù hợp. Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình tài chính của bản mệnh lúc này. Không ít người vì tham lam mà lao đao, thậm chí là vướng vào nợ nần. Một số người làm công ăn lương khi mua sắm quá nhiều nên đã hết sạch tiền lương. Xem ngày tốt theo nhị thập bát tú, bản mệnh hôm nay nếu khởi công thì trăm việc đều tốt. Tốt nhất là xây cất nhà cửa, cưới gà, chôn cất, chùa cửa, tháo nước, các việc thủy lợi hay đi thuyền. Tử vi tuổi Ất Hợi, hòa nên tăng cường vận động, tập thể dục thể thao. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ đừng cố gắng hơn thua với người đời làm gì. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc tránh vội vàng quyết định trong lúc không bình tĩnh. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim hãy đừng xem nặng bất kỳ vấn đề gì trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy hỏi han thêm những chi tiết quan trọng, tránh chủ quan. Con số may mắn 9, 2, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường đen, hồng, quý nhân phù trợ, ngọ, thân. Đánh giá tử vi thứ 3 ngày 13 tháng 7 năm 2021 của 12 con giáp, tuổi nào sẽ gặp được nhiều điều như ý trong ngày hôm nay, đó có thể là các tuổi Dậu hay tuổi Ngọ. Tuổi nào dễ vướng phải nhiều rắc rối nhất, đó có thể là các tuổi Thìn hay tuổi Hợi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Nghệ Tốt nhé!